Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là một cái ngày đẹp trời trong số những cái ngày trời đẹp. Cho nên là tôi muốn gửi đến toàn thể các bạn một số những cái hình ảnh được quay từ cái flycam về cái bản Tà Phìn của chúng tôi nhé, hay còn nói chung là cái xã Tà Phìn của chúng tôi, để cho các bạn được biết đến cái xã Tà Phìn của chúng tôi. Và bây giờ thì tôi sẽ mời tất cả các bạn cùng theo dõi xem là cái xã Tà Phìn của chúng tôi nó đẹp đến cỡ nào nhá. Trong những cái dịp mà cuối năm này thì nó có những cái gì đẹp không, thì bây giờ là mời toàn thể các bạn ta cùng theo chân máy bay lên trên không trung xem là ở Tà Phìn này có cái gì đẹp không nhá. Bây giờ xin mời. Vâng, trước mắt chúng ta đây là những cái cánh đồng này các bạn này. Đây là cánh đồng Tà Phìn nhé các bạn nhé. Tôi sẽ lia một lượt để cho các bạn xem về cái khu vực xã Tà Phìn này. Thật ra thì xã tôi đã có rất nhiều những cái video rồi, những cái clip rồi. Tuy nhiên rằng là không phải là ở kênh này. Và hôm nay thì tôi muốn gửi đến toàn thể các bạn một cái clip được quay từ trên cao cho các bạn xem là cái khu vực mà tôi đang sinh sống nó như thế nào. Đấy. Địa phận hiện tại bây giờ trên tôi gồm có 8 bản. Và tí nữa lần lượt tôi sẽ đưa các bạn cùng tôi đi xem. Hiện tại bây giờ chúng ta thấy đây là chính là gọi là bản Tà Phìn nhé các bạn. Nó gọi là bản Tà Phìn, tức là cái khu vực mà tôi sinh sống ấy, bản của tôi hiện tại đấy, tôi đang ở là ở cái bản Tà Phìn này các bạn này. Và hầu như cái khu vực xã Tà Phìn của chúng tôi là chủ yếu là đồng bào người Dao nhé các bạn, và một phần là anh em người Mông nữa. Còn cái khu vực mà bây giờ tôi đang hướng máy quay đấy, đây chính là bản Gàng Thân này các bạn này. Đây, bản Gàng Thân này. Rồi tiếp tục. Còn lên trên này là bản Tầm Trong này. Đây gọi là bản Tầm Trong. Đây, tôi sẽ đi lên Tầm Trong cho các bạn xem này. Đấy. Hôm nay buổi chiều thì chung là mặt trời cũng chưa lặn, cho nên là có thể nó là hơi chói. Khu vực này là bản Tầm Trong này các bạn này. Đó, đây là bản Tầm Trong này. Đây, lia ra đây cho các bạn xem. Đây là toàn cảnh cái bản Tà Phìn, à cái xã Tà Phìn của chúng tôi đây các bạn. Bây giờ tôi đang ở độ cao 64 mét. Rồi, chúng ta đi ra bản Chị Xoang nữa các bạn nhé. Ở trên tôi thì một năm chỉ trồng được một vụ lúa thôi. Còn ngoài ra thì ruộng thì để không. Đợt tới này, đợt đông xuân này thì chúng tôi có thể trồng thêm một số cái cây như là đỗ tương hoặc là khoai tây đấy các bạn, nhưng mà rất là ít.
Đây còn địa phận bây giờ chúng ta đang xem đây chính là bản Chị Xoang đấy ạ. Vâng. Nói chung là đây hầu hết chắc khoảng 80% là đồng bào người Dao sinh sống. Nên là chúng tôi vẫn còn giữ được những cái nét truyền thống, những cái văn hóa của dân tộc ở đây. Đây chính là bản Chị Xoang đấy ạ. Vâng. Đây các bạn có thể thấy là những cái ngôi nhà của người Dao chúng tôi thì gọi là giống nhau nhé các bạn nhé. Chỉ có một số nhà bây giờ theo truyền thống hiện đại, chúng ta hay còn gọi là làm nhà cấp 4 ấy, nhà ống ấy. Còn ngoài ra thì đại bộ phận chúng tôi đều giữ được những cái ngôi nhà 3 gian, 4 gian. Ở bên này hơi chói, vì đây là mặt trời đang lặn ở bên này. Rồi, tiếp tục. Tôi sẽ đưa các bạn đi một vòng. Đây ạ. Trước mắt chúng ta đây chính là cái bản Sèng Láng đây các bạn. Bản này gọi là bản Sèng Láng đây. Vừa rồi thì chúng ta đã được xem bản Tả Phìn này, bản Gàng Thân này, bản Tầm Song, bản Chị Xoang rồi. Còn đây là chính là cái bản Sèng Láng đấy các bạn. Đây. Cái trường cấp 1 ở trên này gọi là trường tiểu học đấy. Trường tiểu học ở đây. Đây chính là cái bản Sèng Láng đây. Không khéo đâm vào cột sóng thì chết toi. Rồi tiếp tục cho các bạn nha. Đi qua bản Sèng Láng thì cái bản xa nhất ở trên trung tâm xã, đây chính là bản Xìn Thàng đấy các bạn. Bản Xìn Thàng thì tôi nghĩ là đây là một cái bản mà ít là dân nhất. So với các bản khác ấy thì bản Xìn Thàng này gọi là ít hộ nhất. Đây các bạn có thể thấy là gồm có một số hộ như này thôi. Chúng ta có thể đếm được luôn ạ. Đây. À, tôi phải đi nhanh chứ không đi nhanh tí nữa lại hết pin. À, đây các bạn. Vâng. Đây chính là bản Xìn Thàng đấy các bạn. Rồi quay lại nha. À, hướng bên này thì trời rất là chói. Nên là không thấy cái gì. Đây tôi đang quay về cái khu vực mà tôi đang đứng hiện tại bây giờ.
Vâng, thưa các bạn, đây là cái bản bánh phán này các bạn này. Và ở trên tôi thì có một cái địa danh khá là nổi tiếng và đã được liệt vào hàng danh lam thắng cảnh cấp quốc gia nhé các bạn. À, tôi xin lỗi, là cấp tỉnh nhá. Đây chính là cái bản bánh phán này ở khu vực này. Rồi cho bạn xem tiếp cái bản cuối cùng này các bạn này. Đây chính là cái bản Xà Trong này. Hay là chúng tôi gọi đây là cái cuối bản đấy. Đây. Cuối bản xuống tiết dưới này cơ. Đó. Rồi đấy là một số những cái hình ảnh mà tôi muốn gửi đến toàn thể tất cả các bạn. À, nhiều người muốn hỏi xem là tôi ở đâu. Thì hôm nay trong cái clip ngày hôm nay thì tôi đã cho các bạn biết được là tôi ở trên bản Tà Phìn nữa các bạn nha. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ quay về thôi. Xem một loạt. Rồi. Rồi quay về, tôi đang đứng nha. Quay về cái khu vực mà tôi đang đứng. Đó. Bản tôi thì khoảng 400-500 hộ. Và chủ yếu là đồng bào người Dao và người Mông thì cũng ít. Đấy, có hai dân tộc sinh sống. Đây bản Tà Phìn đấy các bạn. Chính là cái bản mà tôi đang đứng đấy. Chỗ này là ủy ban này. Rồi. Tôi sẽ quay lưng máy bay lại, lùi lại thôi. Tại vì là mình đi chiếu thẳng vào ánh sáng thì nó không được đẹp cho lắm. Đây các bạn. Đó. Bây giờ là chắc hẳn là các bạn cũng đã được nghe thấy cái tiếng máy bay rồi đúng không ạ? Đây. Đấy, pin yếu các bạn này. Đây chính là cái ngôi nhà của tôi này các bạn này. Tôi đang đứng đây. Đấy. Rồi.